sao chổi có tên 12P Pulse Group, có lõi bụi, khí, băng và được một đám mây khí sáng bao quanh. Ánh sáng và bức xạ mặt trời có thể làm nóng lõi sao chổi, đôi khi gây ra những vụ nổ dữ dội. Theo dự kiến, 12P Pulse Group sẽ đạt điểm cận nhật hay điểm trên quỹ đạo gần mặt trời nhất vào ngày 21 tháng 4 năm 2024. Sau đó, vào ngày 2 tháng 6 năm 2024, nó sẽ đi qua gần trái đất nhất. Trong thời gian trên, nếu bầu trời quang đãng và đủ tối, chúng ta có thể nhìn thấy sao chổi này bằng mắt thường, theo các nhà thiên văn học. Theo NBC News, 12P Pulse Group sẽ không đe dọa đến trái đất, mặc dù các nhà thiên văn học đã quan sát thấy nó nổ 2 lần trong 4 tháng qua, một lần vào tháng 7 và một lần vào đầu tháng 10. Trong cả hai vụ nổ, sao chổi sáng lên đáng kể và phun ra những đám mây khí và mảnh vụn băng giá trông như hai chiếc sừng giống nhau. Nhiều nhà thiên văn ví hình dáng độc đáo sau vụ phun trào của sao chổi với phi thuyền Millennium Falcon trong loạt phim chiến tranh giữa các vì sao. Ông Elliot Herman, một nhà thiên văn nghiệp dư và giáo sư đã nghỉ hưu tại Trường Khoa học Thực vật của Đại học Arizona, đã chụp được những hình ảnh tuyệt đẹp về sao chổi 12P Pulse Group và sừng của nó bằng hai kính viễn vọng ở bang Utah.